Mic Group, IEX Group, đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, thời gian gần đây, những lô đất, căn nhà dính quy hoạch bỗng được nhiều người tìm mua với những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc lùng mua các lô đất dính quy hoạch tiềm ẩn nhiều rủi ro với khách hàng. Về cơ bản, quy hoạch treo là một cách nói dùng để chỉ tình trạng không được thực hiện hoặc chậm tiến độ của các kế hoạch có nội dung sử dụng đất đai. Theo đó, toàn bộ nhà đất trong khu vực mà cơ quan nhà nước đã công bố thu hồi để phục vụ mục đích nào đó nhưng không thực hiện đúng kế hoạch chính là sản phẩm bất động sản dính quy hoạch treo. Thời hạn để xác định một dự án có phải quy hoạch treo hay không treo được quy định rõ tại khoản 8 điều 49 Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi bổ sung năm 2019. Cụ thể, sau khi công bố thu hồi được đưa ra tối đa 3 năm, nếu không có quyết định giải tỏa hay chuyển đổi mục đích sử dụng chính thức, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ tiến hành điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trên thực tế, quá trình này không diễn ra chỉ trong vài ngày hay vài tuần. Người mua có thể phải thấp thỏm tới nhiều năm trời mới biết được số phận của dự án. Nếu lựa chọn nhà đất quy hoạch treo làm kênh đầu tư, điều này đồng nghĩa với tình trạng chôn vốn. Bên cạnh đó, nếu mua phải nhà đất quy hoạch treo đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người mua sẽ bị hạn chế về việc khai thác sử dụng, thi công, cải tạo và sửa chữa nhà. Ngoài ra, với trường hợp chót xuống tiền cho những sản phẩm địa ốc thuộc quy hoạch treo và mong muốn thoái vốn, người mua sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tìm được đối tượng chuyển nhượng, giao dịch. Bởi lẽ, xét về tâm lý chung, hầu hết khách hàng đều e ngại nhà đất quy hoạch.